Rồi hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay anh lại đưa tới cho anh em một dòng máy cũ thôi anh em, cũ thôi nhưng mà mẫu này thì bán được rất là chạy trên thị trường luôn, cũng như là giá rẻ nè, tốt để cho anh em mình đầu tư. Và đặc biệt thì khi mà anh em mua những dòng máy mà Máy Móc Việt Nam bán ra thì sẽ có đầy đủ phụ kiện nha. Như những dòng máy rửa xe thì Máy Móc Việt Nam bán cho anh em sẽ có đủ đầy đủ dây, nhợ, súng rồi chế độ bảo hành rõ ràng cho mình luôn. Và hiện tại trên bàn em đang để đây sẽ là một con S7, mẫu máy bán rất là chạy thời điểm vừa qua luôn, dành cho tất cả anh em mình để anh em mình đầu tư nha. Với mẫu này thì bên em đang bán giá rất là tốt cho anh em. Thì bây giờ em sẽ là cui ra cho anh em mình xem, cũng như là anh em nào mà kiểu mình lần đầu biết tới kênh Máy Móc Việt Nam Bình Tân á, thì mình có thể là biết được thông số của máy Yukui S7. Và với những mẫu Yukui hay là Osaka thì anh em mua cái tầm giá mà tốt tốt một xíu á, thì nó đã có đầy đủ cho anh em mình như là nút tăng chỉnh áp rồi nha anh em. Đó, có đầy đủ luôn cho anh em mình tăng chỉnh áp. Còn riêng về phụ kiện thì mẫu nào bên em cũng bán cho anh em mình là đầy đủ hết, anh em chỉ việc mua máy về là mình xài thôi. Rồi kèm theo bộ phụ kiện của nó là đầy đủ cho anh em mình là 15 mét luôn nha anh em. Rồi còn đây sẽ là con máy Yukui S7 luôn cho anh em mình. Thì với mẫu máy này em đánh giá rất là cao về cái phần thiết kế, thì anh em có thể thấy là thiết kế nó bo góc cạnh đi để tránh cái tình trạng mà anh em bị chày xước khi mà sử dụng con máy nha anh em. Đó, kiểu dáng. Và con này thì nó sẽ có công suất là 2800W cho anh em mình, lưu lượng nước là 11 lít nha anh em, lưu lượng nước là 11 lít trên phút luôn, cho với cái mẫu máy nhỏ gọn tiện lợi anh em xài gia đình. Riêng về con này thì có tăng chỉnh áp nè, có đồng hồ báo áp luôn cho anh em mình ở phần trên, thì anh em khi mà xài bóp súng thì nó sẽ nhảy áp cho anh em. Và anh em muốn mà rửa máy lạnh nè, hoặc là rửa cái những vật dụng gia đình mà tránh cái tình trạng hư hỏng, thì mình có thể là điều chỉnh cái áp xuống tầm 10-15 gì đó để mình xài cho nó chuẩn nhất, sử dụng là điện gia đình luôn cho mình. Thì với mẫu này anh em có thể thấy là nó thiết kế cũng như là khá là cứng cáp cho anh em mình. Ở dưới thì sẽ là nhựa cứng tránh cái tình trạng mà anh em mình lôi kéo hoặc là làm rơi rớt thì nó vỡ nha anh em, tránh cái tình trạng đó, đỡ cho anh em mình rất là nhiều. Và hiện tại thì con này á, bên em đang bán giá rất là tốt cho anh em. Đầu thì anh em có thể là thấy làm cũng rất là cứng cáp. Thì hiện tại anh em nào mà mình chưa biết xài luôn thì em sẽ hướng dẫn sơ cho anh em mình cách sử dụng con máy nha. Hướng dẫn sơ cho anh em mình cách sử dụng con máy. Thì mẫu này á, nó sẽ cho anh em gồm là 3 cái đầu lọc. Một là cái đầu lọc trắng nè, hai là cái đầu lọc nhanh, và cái này là đầu lọc red. Thì với cái mẫu này anh em mình nhìn không biết cái đầu trắng này để làm gì á, thì em nói luôn nha, nó sẽ là đầu lọc cấp 2 cho anh em mình khi mà sử dụng con máy rửa xe. Đây, đầu lọc cấp 2. Còn dây, đây là cổng dây hút, thì anh em sẽ kết hợp với một cái đầu lọc red. Đầu lọc red ở dưới anh em thả xô nè, còn đầu ở trên thì anh em dùng để nói khớp nói nhanh vô nha. Đây, nói khớp nói nhanh vô. Xong thì anh em lưu ý ở cái phần này, khi mà mình sử dụng á thì mình nhớ gài vào, mình đẩy vào thôi nha anh em, kêu cái cốp là được, đó, kêu cái cốc là được. Thì với mà dòng này là dành cho những anh em nào mà mình xài cái thả xô nè, anh em xài hứng nước á. Còn anh em nào mà muốn xài mà kiểu đấu trực tiếp thì mình chỉ việc ra ngoài tiệm ống nước gần nhà, gần khu vực của mình, mình mua là một cái từ cái chuyển này sang cái chuyển van 26-27 gì ở nhà anh em á, mình xài loại van nào thì mình sẽ là chuyển để đấu trực tiếp vào cái van đó luôn nha anh em. Còn riêng về súng thì mẫu này nó cũng sẽ có đầy đủ cho anh em luôn, như là thanh nó dài đó, khi mà anh em mua được cái dòng mà Yukui S7 này gần như là đầy đủ cho anh em mình nha. Thanh nó dài thì nó sẽ, hiện tại khi mà giao về cho anh em thì nó sẽ là chuẩn ngắn, anh em nào mà mình thấy xài cái chuẩn ngắn này phù hợp thì mình để nguyên mình xài, còn anh em nào mà thấy không phù hợp thì mình có thể là gắn chuẩn dài vào để mình sử dụng. Gắn chuẩn dài thì thao tác cũng rất là đơn giản anh em ơi, thao tác rất là đơn giản luôn. Anh em chỉ cần một thao tác đơn giản thôi là mình đã có một cái súng chuẩn dài. Còn riêng là cái bình xịt tiết này thì em cũng hướng dẫn rất là nhiều anh em, nhưng mà kiểu anh em mình chưa xem được cái video đó thì bây giờ em sẽ là hướng dẫn luôn ở cái video này. Thì với bình xịt tiết này thì nó sẽ là bình xịt tiết nhỏ gọn thông dụng, thì anh em có thể là hỗ trợ rửa xe máy, rửa xe hơi hoặc là rửa sàn nhà gì cũng rất là ok nha anh em. Bình rửa, bình một tiết. Và nó sẽ có tổng cộng cho mình là một cái bình nè, một cái ron nữa. Thì cái ron này anh em đừng có vứt nha, anh em mà vứt rồi thì tìm lại có, cũng như là khi mà anh em mình xài chung với bình xịt tiết mà không có cái ron này nó sẽ bị khó chịu á, là nó sẽ bị chảy nước ở cái đầu nè anh em. Và khi mà anh em muốn sử dụng cái loại bình xịt tiết này, mình muốn ra một tiết đều, thì anh em có thể là điều chỉnh giúp em cái tia nước nha, cái dạng mà nó bung xòe một xíu, bung xòe một xíu để anh em mình sử dụng, bung xòe tầm 15 độ đó, 15 độ. Trong này thì anh em nhớ pha giúp em là dung dịch, một là dung dịch rửa xe, hai là nước rửa chén và nước không anh em. Rồi là xài gài vào, anh em gài sao cho nó qua cái gờ để nó giữ cái bình lại, tránh cái tình trạng khi mà anh em mình bóp mà chưa giữ thì nó sẽ bị văng cái bình.
Thì như vậy là anh em sẽ có một con máy rửa xe có luôn cả bình xịt tiết hỗ trợ cho anh em mình nha, rất là tiện. Còn riêng về dây á, dây thì loại này nó sẽ là hai cái đầu giống nhau luôn, nên anh em sẽ nói một cách dễ hiểu cho anh em mình là anh em muốn gắn cái đầu nào vào súng cũng được, đầu nào vào máy cũng được nha, rất là đơn giản. Và anh em chỉ bỏ ra số tiền nhỏ ra mình có thể là đầu tư được một con máy rửa xe Yukui S7 về và đầy đủ, nhận đầy đủ phụ kiện trên bàn của em luôn nha anh em. Nhận máy nè, dây hút nè, súng nè, dây xịt. Dây xịt này thì lên đến tới 15 mét lận, nhiều anh em mình ở dưới quê, ở dưới những cái tỉnh á, tỉnh nhỏ tỉnh lẻ thì mình nhà mình có diện tích rộng thì anh em phải mua những cái loại mà dây dài một xíu nha anh em, để mình xài mình tránh cái tình trạng nó bất tiện. Anh em có thể là sở hữu cái dòng Yukui S7 để sở hữu luôn cái dây 15 mét của nó nha anh em. Và với những mẫu này á, khi mà anh em có nhu cầu mà xài dài hơn, ví dụ như nói thêm một cộng 7 mét, 8 mét hoặc là 10 mét gì vào thì cái áp suất của nó cũng sẽ không thay đổi. Nên là anh em nào có nhu cầu xài dây dài hơn thì cứ báo em để bên em hỗ trợ bán thêm dây cho mình nha. Thôi thì sau khi mà giới thiệu cho anh em cũng như là cho anh em biết được cái thông số máy siêu siêu khỏe của dòng S7 luôn, 2800W cùng kèm theo đó nó sẽ có cái lưu lượng nước là 11 lít trên phút, có tăng chỉnh áp, thì bây giờ sẽ là thử test máy cho anh em đó, để cho anh em thấy được cái áp thực sự của con máy nha anh em, đón xem nha. Dạ rồi, thì sau những bước đơn giản thì em cũng đã lắp đặt xong một con máy rửa xe Yukui S7 hoàn thiện cho anh em mình, gắn sẵn thanh nó dài nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ xịt thử cái áp. Rồi xịt thử cái áp nha anh em. Đó, này là tia gốc không độ nè em, xịt rất là xa luôn, cũng như là phù hợp với anh em mình khi mà rửa xe tại gia đình. Còn khi mà anh em mình rửa máy lạnh thì nó sẽ có luôn là cái đầu quét cho anh em mình tăng điều chỉnh nha, có thể tăng điều chỉnh được cái cường độ đó, cũng như là cái áp nước anh em. Và một cái hay nữa trên con máy thì trên dòng này nó sẽ có luôn cho anh em mình là cái nút tăng điều chỉnh được cái áp nước cũng như là cái lưu lượng nước. Ở bên hông thì sẽ có đồng hồ báo áp nè anh em. Bây giờ mình thử rửa xe nha. Rồi thì anh em nào thích cái dòng máy sản phẩm giá rẻ giá tốt bên máy móc Việt Nam cũng như là dòng máy rửa xe Yukui S7 thì anh em có thể là nhấc máy lên gọi ngay vào số hotline 0906 779 465 để được bên em giao hàng sớm nhất cho mình dòng máy Yukui S7 nha anh em. Còn em nào mà ở gần địa chỉ 1095 quốc lộ 1A phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân á, thì anh em có thể là chạy qua tại cửa hàng để lấy cho mình cái dòng máy rửa xe. Thứ nhất là có chế độ bảo hành rõ ràng cho anh em mình 12 tháng, còn riêng về phụ kiện sẽ đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Và cũng cảm ơn em rất là nhiều đã xem video tới bây giờ. Anh em nào mà cảm thấy thích video thì anh em có thể là thả tim cũng như là subscribe kênh để cho Máy Móc Việt Nam có thêm nhiều động lực để làm những cái video hay hơn cho anh em nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.